giữa Thanh Trần, Hồng Sơn và Tiến Dũng. Tất cả các cái diễn biến của sự việc đó thì các bạn trong vài ngày trở lại đây cũng là từng theo dõi và biết rất rõ các cái thông tin liên quan đến việc mà cái hành trình mà cái đồng tiền này từ khi cho nhận đến khi có các hành vi gọi là gian dối, thì về việc cái hành vi mà trao trả ngược trở lại ngay ban đầu thì các bạn sẽ thấy đây là một cái tiến trình nó lòng vòng và nó rất cam go, và cái kết cục là những đồng tiền này có được trả lại hay không. Hay các bạn cũng đặt ra rất nhiều các cái câu hỏi để nhận định và đánh giá về cái vụ việc này, về cái diễn biến, về các cái anh cho rằng là luật sư Lăng là lưu vong, là cấu kết với nước ngoài, là phản động. Trước đây anh cũng từng nói mà. Thì bây giờ anh lại nhắc lại cái chuyện xưa nghĩa cũ, là chị Lan là nói anh là cấu kết với nước ngoài là phản động. Nhưng mà chẳng qua người ta nói là nói như vậy để châm biếm, để mỉa mai, để nói về cái đạo đức, cái con người bằng anh không tốt. Người ta mới nói vậy thôi. Cấu kết mà tôi không chấp đó. Chứ ở đây không có chứng cứ gì mà để gọi là cấu kết với phản động cả. Phải giải thích cho nó đúng theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Tôi đã làm cái chuyện đó. Còn khi tai nhà hành xử những gì đó mà nó trái với pháp luật Việt Nam, thì lúc đó tôi lặp lại là những cơ quan có thẩm quyền, những người có thẩm quyền, họ làm việc. Tôi chỉ thưa nói rõ là họ làm việc. Còn ngay cả tôi, nếu mà những hành vi đó mà vi phạm pháp luật Việt Nam, tôi nói nếu mà cơ quan có thẩm quyền, họ là người có thẩm quyền, mà phải nói chuyện với tôi, họ là thôi tôi làm việc luôn, tôi sẵn sàng hợp tác. Nếu hành vi đó là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, mà tôi bây giờ có tự quy kết người ta là sao? Tự nhiên quy kết người ta bắt đầu, tự nhiên quy kết người ta là tôi là chủ. Đây là những cái điều, những cái luận điệu mà làm cho cái hiểu lầm với nhau. Tôi xin thưa, tôi đã nghe rất rõ cái lời anh Dũng nói, nên tôi mới nói rằng là, và nếu anh Dũng mà nói vậy thì anh phải đứng chính lại. Như vậy là anh đã làm tổn thương người ta nha. Anh đừng có cho rằng tôi tổn thương người ta nha. Tôi đã nói là tôi đã đang và sẽ. Giờ cứ bắt đầu coi như là cơm không lành canh không ngọt, cứ bắt đầu quay sang là coi như là vạch áo xá tung tóe hết trơn. Trước đây anh cũng đồng quan điểm với Tiến Dũng Tây Nha đấy, anh cũng là gắn gượng để bám víu vào Tiến Dũng để nhờ cái quyền lợi từ cái niềm tin của Tiến Dũng, từ các đồng tiền của Mạnh Thường Quân, cho nên anh bám víu. Bây giờ khi sự thế đã bị vạch trần lột tẩy rồi thì coi như anh quay sang coi như là lật mặt lật bánh tráng. Con người anh chơi như vậy, anh không có cái liêm sĩ, không biết là tôn trọng và không biết là bảo vệ cái danh dự mình chỗ nào hết trơn. Trước đây thì anh cũng hưởng được rất nhiều cái quyền lợi từ Tiến Dũng, chẳng hạn như là quần áo, quà cáp rồi Tiến Dũng cũng tự tặng cho anh. Bây giờ anh quay sang anh phủi bỏ, rồi anh lật mặt, anh tố cáo người ta, rồi anh trở mặt một cách rất là trơ trẽn, thấy không? Anh con người anh rất là vô ơn. Cái vô ơn ở đây chưa nói đến Tiến Dũng, mà vô ơn đến kể cả là các Mạnh Thường Quân, những người mà đã đưa đồng tiền cho anh xài. Rồi bây giờ anh quay sang trách mắng người ta là cho rồi mà còn đòi. Rồi coi như là đủ các kiểu. Giúp Tây Nha hiểu cho rõ cho một cái chuyện bên bộ vũ trụ là hộ gia đình đó, hộ gia đình đây đó. Là một cái sự phủi ơn rất là bạc nghĩa vô ơn của anh. Tiếp tục làm, nếu cô Tây Nha còn hỏi những thắc mắc những gì, tôi sẽ sẵn sàng giải thích thắc mắc đó. Vậy mà nói là không tham tiền thì coi như là vô lý quá anh. Bây giờ nói chuyện liên thiên, giờ sao không nhắc đến đi, xoáy vào cái vấn đề mà có trả tiền hay không đi. Giờ anh kéo rê cái chuyện này ra làm gì? Giờ khán giả bây giờ là đang chờ thử cái số tiền này anh có muốn trả hay không, và trả bằng cách nào thôi. Cái hiện tượng này đó, tôi phạm lỗi là hiện tượng đòi vơ. Theo tôi tìm hiểu đó, thì những cái khoản tiền sao đòi vơ được? Tiền Tiến Dũng nhận, tiền Tiến Dũng đưa, đâu có phải tiền túi Tiến Dũng, mà tiền Tiến Dũng nhờ uy tín mà lấy tiền của Mạnh Thường Quân. Thầy Tiến Dũng bây giờ có quyền đòi chứ sao lại đòi vơ được cái lão Phi Long mà trẻ trâu này, sao lại đòi gọi là đòi vơ? Tiền đâu có phải là tiền, không phải là có lỗ sổ mà đưa cho mượn anh xài tầm bậy tầm bạ, rồi giờ người ta đòi lại anh cho là đòi vơ. Trong đó có luật sư Nguyễn Hồng Sơn có thành công cùng với mọi người đã từng được
dẫn với cái nội dung là tặng cho nhất nhất những cái số tiền này bất khả được xuất phát từ khán giả nhờ Nguyễn Tiến Dũng đọc cái cầu nổi để gọi lại Tiến Dũng bây giờ có quyền và cái những cái số tiền này nó được gửi đến cho từng cá nhân hay nói đúng hơn là cho gia đình Việt Nam đều có cái nội dung rất rõ ràng. Đây gửi đến cho gia đình Thiền Am ở đâu, gửi đến cho gia đình Thiền Am được cái quyền lợi gì đây, thì tại sao bây giờ lại Thanh Trần lại đem trả lại cho Hồng Sơn và Hồng Sơn đang chiếm giữ, thấy không? Không phải biết được cái câu chuyện này nó như thế nào rồi mới lên mới lý giải chứ không lại hùa theo những cái sai của những con người này mà coi như là làm những con người tầm bậy như vậy hả? Thì như thế có nghĩa là Nguyễn Tiến Dũng có cái vai trò cũng như là một trung gian cũng như tất cả các kênh YouTube khác đã từng làm hả? Và cái hiện tượng mà đòi vơ như thế này đó, thì hôm qua trên cái đường live đòi vơ đòi sao gọi là đòi vơ cái số tiền 3.000 đô thì ở dưới đường live của luật sư Trần Thị Hồng Thắm có rất nhiều khán giả cũng như bây giờ lại Thanh Trần lại đem trả lại cho Hồng Sơn và Hồng Chân những cái số tiền 3.000 đô đó thì người ta có lên tiếng, người ta nói rằng chúng tôi không yêu cầu Nguyễn Tiến Dũng đại diện chúng tôi làm việc này, thế thì Nguyễn Tiến Dũng lấy tư cách gì lại lên không gian mạng làm cái việc này công khai và theo luật sư Trần Thị Hồng Sơn căn cứ vào pháp luật chúng ta có thể áp dụng vào điều nào khoản nào để có thể ngăn chặn được cái hiện trạng này, nếu không hôm nay có Nguyễn Tiến Dũng 1 thì ngày mai sẽ có Nguyễn Tiến Dũng 2, Nguyễn Tiến Dũng 3 sẽ thực hiện cái hành vi này. Vì theo tôi biết đó, gia đình Thiên Á được rất nhiều kênh YouTube và cũng có cái vai trò dưới đường vai là nhận tiền từ khán giả những nhà hảo tâm những mạnh thường quân nhờ mua quà và chuyển trực tiếp những đồng tiền của họ vào cho bệnh viện Việt Nam. Nếu không đó, sau đây có những đối tượng đã từng nhận tiền của khán giả để mua yến, mua sữa, mua bánh, mua trái tặng cho Việt Nam. Rồi đây hiệu ứng này nếu không được ngăn chặn và được phổ biến đó, thì sẽ hỗ trợ được Việt Nam. Hey, nghe cái tư tưởng của lão cái lão phi lông giả trẻ trâu này coi như là muốn thể hiện cái tư tưởng quan điểm là thâu tóm không, kết hợp với những con người ma mảnh này thâu tóm Thiền Am không, coi như là lão hỏi ông ẩn danh này á là phải hỏi cái lý do. Nếu như không ngăn chặn việc này thì mai mốt sẽ có nhiều người giả danh giả dạng mua sữa, mua quà, mua bánh vào cho Thiền Am để lọc lừa niềm tin của khán giả của Mạnh Thường Quân nữa. Rõ ràng với cái quan điểm tư tưởng là ngăn ngừa hay là thâu tóm đây, và coi như là loại bỏ những người mà được gọi rằng là có ý giúp đỡ Thiền Am, nghe không? Thì theo luật sư Nguyễn Hồng Sơn, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Hồng Sơn tự dựng nên là tự trả lời với nhau. Chứ câu trả lời thực ra là có một chủ đề luôn đó. Cái chủ đề bởi vì nó là một hiện tượng nào xảy ra. Và hiện tượng này là khởi phát từ Tiến Dũng. Tôi giải thích tại sao nó khởi phát từ Tiến Dũng. Xin thưa rằng quý vị theo dõi cái câu chuyện Thiên Am, cái chuyện mà bạn cho đòi lại không biết lắm. Nhưng mà quý vị thấy có một cái điểm chốt rất đặc biệt ở chỗ là hai lần xảy ra. Lần thứ nhất là 4.600 đô la gửi 3 lần từ anh Dũng đại diện khán giả gửi về cho anh luật sư Đặng Văn. Cái câu chuyện lẽ ra nó tốt đẹp không có gì cả, mà trong khi đó cái bên tặng cho đó là Dũng anh đại diện một số cái khán giả, rồi bên nhận tặng cho đó đòi với luật sư Đặng. Tại vậy mà việc làm lâu thâu để cái chuyện xảy ra là một cái người nhỏ biết nhất là bản tin không dám mạnh đó là không thật người nhỏ. Những ngày tháng đó quý vị đã biết cái đó mới là một phần. Bây giờ tiếp tục một cái trò nữa là hợp đồng tặng cho và đã thực hiện hết rồi, đã xong rồi thì lại lên đòi ở góc cạnh như thế này, là cái người cho tiền đó tặng cho đó không đòi, lại đưa tên YouTube lên đòi. Đó là quý vị cũng biết là không đúng. Chính Hồng Thanh cũng không ngờ anh Dũng, mà anh Dũng cảm thấy là việc làm trái tay trái mắt như thế này, anh Dũng lên mạng kêu gọi ủng hộ để trả lại cho bạn lụa. Quý vị cũng nhớ chuyện đó. Sau cái sự kiện đó là từ cái ngày mà anh Dũng mới kêu gọi để trả cho bạn lụa đó, là từ đó anh chốt hạ luôn. Chốt hạ chuyện gì? Những cái chuyện mà anh đã gửi về đó là không đòi lại bất kỳ lý do gì, kể cả một ngày đó không đọc quan điểm của anh cũng không quan tâm luôn. Quý vị còn nhớ gì? Những việc mà xin thưa rằng bên ta cũng còn bị bắt mặt. Cái lời nhẹ nhàng của anh Dũng đó, nhẹ nhàng như là một bản tình ca mà anh đã từng nghĩ. Thế có sự sẵn. Vừa rồi tất cả con số anh đưa lên đó, anh đưa cho tin nhắn này cho lúc kia, tất cả con số đó là con số là tiền, mà tiền đó là tiền mà tặng cho hết. Không đồng tiền nào cho mượn. Quý vị nên lưu ý điểm đó.
đồng tiền đó là đồng tiền tặng cho. Có ai nói à, có bây giờ có ai nói nghe, nghe nói là gửi về cho Thiền Âm là cho mượn không các bạn? Anh Sơn thì nói là tiền đó là tiền tặng cho chứ không phải là tiền cho mượn. Ấy là nói là tặng cho rồi, không phải là cho mượn, cho nên không có quyền đòi lại. Mà đã tặng cho rồi thì không có có quyền đòi lại. Thấy không? Anh kêu là ở đây nếu là tiền cho mượn ngay từ ban đầu thì mới có quyền đòi lại. Ý anh nói vậy đó. Anh kêu ở đây không có đồng tiền nào mà tiền cho mượn cả, mà là tiền tặng cho. Đây, rất là tráo trở không? Mà đồng tiền tặng cho đó, phần lớn là tôi dùng từ chính xác là phần lớn là của đồng góp hết. Cũng có một lần đôi lần gì đó, có đồng tiền tham gia của anh. Thôi bây giờ cái chuyện đóng góp đó là chuyện tự nguyện. Anh cũng chưa gọi, cũng là kêu gọi tự nguyện. Anh nói cho tôi bán cho cái này là không được đòi, không được đòi, anh dẫn rất nhiều lắm đó. Tới một cái mức mà nó tôi cho rằng nó vô luôn, là phải ghi luôn là không được đòi, câu như vậy luôn. Đấy. Tôi sợ sao bây giờ đều ra. Đây đây là cái yếu điểm mà anh Sơn nhớ rất dài và nắm cái yếu điểm này mà coi như là tự xử lý cái đồng tiền này, cho nên là bây giờ anh không có trả lại là đó đó là lý do đấy. Không nói tới luôn, không nói tới luôn luôn. Tại sao là giờ anh nói luôn? Tất cả những tiền đó anh đã đặt ra cho ai? Anh đặt ra là anh phá vỡ các anh đặt ra. Anh đặt ra là phá vỡ chính cái anh đặt ra. Như vậy là một kênh truyền thông mở ở ngoài mà anh Dũng anh đã làm lập kênh YouTube, anh đã làm cái chuyện đó, chính anh làm là chính anh đi ngược lại những cái mà anh đặt ra cho cái chung ở đâu là khán giả quý mặt từ quân nhà hảo tâm, người ta tin tưởng rằng anh không nói tới luôn cho nên người ta mới tham gia, người được nhận tặng cho rằng đó là tấm lòng của nhà hảo tâm. Thông qua anh Dũng làm cầu nói, anh Dũng anh nói như vậy thì mới chấp nhận cái phần quà, và đây là quyền nghĩ đó. Giờ đây cái sai cái dạy của Dũng là nói không rõ ràng. Tiền là lấy của người ta mà về nói là đem tặng cho Hồng Sơn hết trơn. Bây giờ Hồng Sơn nói là tặng cho tôi rồi, bây giờ lý nào mà tôi trả lại. Cho nên nó rất là cù lần ở đây. Cái phần quà đó phơi bày trên không gian mạng, đem lên kỳ viết. Chưa một lời nào anh Dũng nói tiền, chưa có gì cả. Anh không đòi tiền, nhưng anh sử dụng cái đồng tiền đó của quý vị đóng góp. Anh là đại diện đó để thực hiện cái mưu đồ riêng cá nhân anh. Nhục mạ, xúc phạm danh dự uy tín những con người mà anh cho là không nghe theo lời anh. Như vậy dùng đồng tiền là đồng tiền của quý khán giả để thực hiện mưu đồ riêng cá nhân. Bởi vì không thanh không nghe lời, vì không xương không nghe lời, vì ngọc mai không nghe lời. Tất cả những gì lớn về Tín Dũng chết về Tín Dũng, nghe không? Tất cả những gì đó, quý vị. Này mà Tín Dũng mà không làm rõ ra là Tín Dũng nhục lắm đó Tín Dũng à, phải làm cho. Bây giờ đi ngược lại, cho nên á, tôi mới thấy này, hành xử mà đưa lên là sai rồi đó. Bởi vì trong cái đó là đâu không có đưa lên chứ rồi, có đưa là đưa làm đó rồi. Ảnh công khai nói là ông A bà B rớt vô là gì đây hết rồi, đó là sao? Sao? Gần cả năm sau anh quay lại anh lại đưa lên. Rồi anh đi hỏi ý kiến là sao? Bây giờ hỏi ý kiến thì khi làm như vậy là đã đi ngược lại các bắt đầu. Mà như vậy tôi xin thưa rằng những đồng tiền mà anh Dũng gửi về phần lớn là để giúp cho người Tiền Ăn. Tôi khẳng định luôn, là nó cần thiết làm số lắm chơi á. Bó tay ra thì nhưng mà gửi về cho tôi, gửi về cho Hồng Thanh. Lẹo mết nhỉ. Tôi không có dưới, gửi tôi là không có mất kể. Tôi là một hai lần không có dưới. Thì trong trường hợp đó đều cái phần lớn luôn. Có những đồng tăng nặng luôn. Tôi nói con số 3.220 đô. Con số 4.000. Bây giờ tính số 6 nó sẽ thành 4.820 đô, con số đó 100% Tiền Ăn. Con số 3.000 đô mà bây giờ nó nói ra vô là con số đó thật ra số đó cuối cùng nếu có thành công mỹ mãn thì là Tiền Ăn. Rồi những cái việc khác. Còn cái nếu nữa nha. Như vậy những cái đó là cái hợp đồng tặng cho. Mà những cái hợp đồng tặng cho như vậy, bây giờ lên hỏi tới hỏi lui để giải trình chứ không giải trình. Mà đã hỏi mới nếu mà còn như vậy thì chính tôi giúp cho người Tiền Ăn, tôi phải nói tôi ở đây là người Tiền Ăn như vậy. Đây là một cách gián tiếp mà anh Dũng và những cái kênh vệ tinh của anh đi đánh phá. Cái phương pháp đó cho rằng là hay là đó, cái gì thôi, cái sự là cách làm này không phải là để làm mới mệt, mà cách này là cách lâu kéo người Tiền Ăn chúng tôi quyết. Ở đây không có ai đánh phá mà ở đây người ta là tham khảo ý kiến để làm rõ sự việc, gọi là vạch trần, tranh luận chứ không ai đánh phá gì hết trơn á. Việc này người ta là khán giả, người ta đâu có mất mới gì mà đánh phá anh làm gì. Người ta muốn làm rõ sự việc, người ta muốn đưa ra cái quan điểm để nhận định, để biết rõ cái nguồn tiền này nó đi đâu, nó làm gì, cái giá trị của nó có thực hay không. Cái ai đánh phá làm gì? Góp đồng tiền cho anh Dũng là xuất phát từ cái lòng mến mộ của Tiền Ăn. Anh Dũng ảnh góp là trên tinh thần đó. Và ảnh cũng thương sức biết rằng người Tiền Ăn đó quá nhiều thị phi. Quá nhiều thị phi. Mà khi những cái thị phi đó giờ đây lại liên quan đến đồng tiền, chính người Tiền Ăn đang bị khởi tố vụ án hình sự. Bây giờ chưa kết thúc, cũng còn nằm trong giai đoạn điều tra chưa kết thúc. Anh lại giấy lên cho phòng cầu, anh lại đưa ra những cái tài khoản. Ở đây tụi tôi không có sợ đâu, yên tâm. Chúng tôi muốn là người Tiền Ăn được tên. Còn bây giờ anh Phi Long Võ, anh đặt ra câu hỏi luôn trong cái luồng này, anh hỏi vậy là cái vi phạm như thế nào, tôi nói luôn đó. Cái đầu tiên phải nói đó là vi phạm theo quy định của luật dân sự, hợp đồng tặng cho có điều kiện.
Đấy, hợp đồng tặng cho có điều kiện thì người ta có quyền cho, có quyền đưa, là bây giờ người ta có quyền đòi hỏi. Trước mắt là người ta đòi hỏi đã. Đây, đó gọi là hợp đồng tặng cho thì phải có đầy đủ cái tính pháp lý ở đây. Hợp đồng tặng cho có điều kiện, mà khi đã có điều kiện rồi, người ta đã thực hiện đầy đủ điều kiện, người ta quyền xác lập quyền sở hữu tài sản. Mà đã xác lập quyền sở hữu tài sản, không có quyền được quyền đòi. Xác lập quyền sở hữu tài sản không có quyền đòi nha các bạn, nghe nghe mà nghe nó trơ trẽn vậy đó, không có quyền đòi, ý là cho rồi không có quyền đòi. Cho nên là anh nghĩ rằng cho không có cái điều kiện này là anh toàn quyền sử dụng. Anh luật cái luật lưu manh của anh học được là anh biết được cái yếu điểm nào, cho nên là giờ anh lên bác bẻ lại đấy. Cho không có điều cho mà không nêu rõ lý do, giờ không có quyền đòi. Cho tôi là phải là đưa cho tôi là nó tiếng Dũng gì nói là tiền này đưa cho cô Thanh Trần đi Hà Nội. Anh nói rằng đưa cho Thanh Trần đi Hà Nội và cho tặng bằng tôi, chứ không nói rõ là tiền này đem về làm gì. Cho nên là cái lý lưu manh của anh là anh đưa ra là công nhận các bạn nghe mà nghe nghe khó không, chịu không? Là ta có quyền. Không có quyền mà không có quyền đó. Vi phạm đầu tiên nếu mà đi đòi là cái tội sai. Đấy. Đấy, đòi là còn sai thấy không? cố ý nói sai sự thật mà xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của khác thì theo luật Việt Nam của luật hình sự thì có điều 331 đó, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, cụ thể đây là quyền tự do ngôn luận xâm hại tới quyền lợi ích hợp pháp của các nhà hoạt động tổ chức hợp đó là hành vi vi phạm. Bây giờ vấn đề ngăn chặn đó, nói gì sai tôi nói là sai, ở bộ luật dân sự là sai, bộ luật hình sự bây giờ tới bây giờ ngăn cách mà ngăn chặn thì xin thưa, nếu đã rơi trường hợp tới một mức nào đó nặng nề thì những người bị thiệt hại bị xâm hại đó được quyền làm đơn tố giác, đó là góc độ thứ nhất. Góc độ thứ hai cần thiết nhất, cái gì chứ mà cần thiết đó là lòng khán giả, sự quan tâm của khán giả. Nếu những cái kênh mà chia sẻ như vậy nó sai sự thật, tức là lấy tình thương của người fan Thiền An, mến mộ Thiền An, quyên góp đồng tiền để thực hiện cái mưu đồ giúp Thiền An câu đó thì cái hay, nhưng mà tứ đầu là mưu đồ, đây là mưu đồ gì đó, sử dụng tình thương của fan Thiền An có đồng tiền, khi có đồng tiền làm trung gian thì trở thành bắt buộc những người khác phải theo kiểu mình để thực hiện cái lợi ích của mình. Như vậy quý khán giả phải cẩn trọng, phải tinh tâm khi xem những cái kênh này. Trong trường hợp đó quý khán giả quay lưng là cái tổ chức, để gì, để không còn những cái lợi dụng như đã tồn tại. Quý khán giả là một quyết định luật pháp can thiệp, khi nào có tố cáo tố giác hoặc là có khởi kiện thì lúc đó mới giải quyết được. Còn cái bệnh viện này là bệnh viện mà mang tính tự trong phe những người quan tâm về câu chuyện tình cảm chia sẻ, mà nếu sai sự thật như vậy thì quý khán giả là người quyết định hành xử. Quý khán giả đó là cách trả lời đối với những tên mà sử dụng đồng tiền của phe Thiền An, của Mạnh Thường Quân yêu mến Thiền An, mà họ khi ra cao trò họ làm ở trung gian, họ lại ngược lại những cam kết ngay từ ban đầu đã hứa cho khán giả, hứa cho Mạnh Thường Quân, hứa cho nhà đầu tư, họ không làm đúng cái cam kết ban đầu đó có nghĩa là bỏ đi. Mà quý vị thấy những cái bỏ ngỏ rất nhiều cái đồng đạo bỏ phản bỏ tiếng, những cái bỏ đó không hay cái nào, bỏ ước bỏ tiếng bỏ phạt phản bỏ những cái từ đó không hay, mà con người đã dướng vào những cái đó tính mà bỏ tiếng thì còn nữa, nhân nghĩa lễ trí tiếng năm cái chữ đó mà không có chữ tiếng, bởi vì ngay từ cái đầu ta đã nói là hứa rồi, bây giờ đạp lên lại lời hứa rồi mà đi, thì đó là hay nhất, quyết định nhất phải nói là hay nhất. Và kể cả những người hảo tâm, những người Mạnh Thường Quân. Rồi anh Sơn có bỏ tiếng không? Khi đã trao đọc tiền yêu thương của mình tới người Thiền An, hoặc là những người đang giúp Thiền An, hoặc là những kênh tức đó câu chuyện Thiền An, quý vị đã mến, quý vị đã tặng cho thông qua trung gian, mà trung gian không làm hết cái vai trò, không đúng được cái gì trong kết bằng đầu, thì quý vị là người phản ứng, quý vị không có quyền, và chính quý vị là cái tính quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của cái những con người làm nên cái chuyện gọi là bỏ tiếng. Xin thưa quý vị là này, cũng như thưa với anh Việt Hồng nhỏ, ba khoản đó cũng nói rất rõ ràng, hành xử vi phạm và trong trường hợp là cuối cùng là luật pháp giải quyết chỗ này khó hơn là đến quý vị khán giả và đặc biệt những nhà hậu tâm. Xin thưa, tại cũng xin thưa anh Việt Hồng nhỏ. Rồi cảm ơn những lời chia sẻ cho trực tiếp của luật sư Việt Hồng Sơn. Hello. Rất là tráo trẻ không các bạn? Bà Phi Long đưa ra hai cái giả định. Thứ nhất là hiện nay có một nhóm và cộng đồng mạng lúc này gọi là nhóm mới đó, đang có cái ý đồ là muốn không được khen Thiền An, cũng như là muốn có cái ý đồ là sở hữu tất cả những cái câu chuyện liên quan đến tình nên thành thử ra bây giờ cấu kết bè phái liên kết với nhóm này nhóm nọ để học tấn công, học tẩy chay những người hiện nay
đang có những cái việc làm, có những cái hành động rất tích cực, rất tốt đẹp cho người Việt Nam. Tiến hành trong đó có cái đồng có luật sư Nguyễn Văn Sơn, cái thằng Trần. Nghe chưa, những người đang hiện nay lập ra một cái nhóm mới có ý đồ thâu tóm Thiền Âm và đánh phá những người đang có mục đích giúp cho Thiền Âm, chẳng hạn như trong đó có Phi Long Võ, có Hồng Sơn, có Thanh Trần, thấy không, ghê không các bạn. Phi Long Võ, Hồng Sơn cũng đang ra tay tích cực cho Thiền Âm mà đang bị một nhóm nào đó, nhóm mới đang lập ra cái chiến thuật để đánh phá đó các bạn. Rất là bịa đặt, rất là xuyên tạc, rất là ngồi đó mà suy diễn. Lão già coi như là lão già trẻ trâu này. Và cái giả định thứ hai theo Phi Long đó, thì cái âm mưu này đang được hình thành với cái chiêu trò là ăn không được đạp đổ, ăn không được. Đó là muốn khóa nát cái gia Thiền Âm, cũng như tìm mọi cách để hãm hại gia đình Thiền Âm. Theo quan điểm của Phi Long là thế, cũng như rất nhiều khán giả cũng đồng thuận với cái ý kiến này của Phi Long. Còn phía luật sư thì không sớm phải luật sư. Cảm ơn anh Phi Long cũng như tư quý khán giả của tất cả các kênh mà tôi đang tham gia với Phi Long chia sẻ đây. Cái việc gần đây thì thật ra đó xoay quanh đó nó không khác gì những lần trước đâu, bản chất vấn đề không khác nhưng mà ý tưởng nó khác thôi, còn bản chất không khác. Mà bây giờ tôi xin tư vấn trong cái việc giúp người Việt Nam đó thì rất nhiều vườn, xin tư vấn rất nhiều vườn, và như vậy có thể là họ giúp bằng cái công sức, giúp bằng cái trí tuệ, kiến thức chuyên môn, giúp bằng tài chính, đó là cái giúp. Vì đó là tự nguyện, vì đó là nhìn một cái Thiền Âm họ mới họ giúp thế thôi. Ngay cả người Thiền Âm ít nhất là 2 năm nay không có kêu gọi nào hết, không lên kênh YouTube mà kêu gọi gì, còn lại tất cả là do nhìn thấy và người ta mới ngộ, thì là giúp đỡ từng ngày như thế. Nhưng mà nói như thế, trong câu chuyện mà vừa rồi liên tục tình xảy ra liên tục tình đó là cái chuyện gì, chuyện lập nghiệp. Bây giờ này, khi đó trong câu trước tôi đã nói rồi, là lợi dụng vào cái chuyện đó giao cho họ làm cái trung gian, họ làm trung gian họ không làm, họ đi làm ngược lại, tức là phổ biến những cái gì đã cam kết bắt đầu, đó là cái nhất là bây giờ nó trở thành một cái chuyện này. Mặc dù họ kêu là họ giúp Thiền Âm thì đúng, đó là hiện tượng thế đó, nhưng trong khi đó đó quý vị thấy chuyện kỹ chỗ này, chính tôi tham gia luôn, tôi không có kể công, tôi không phải lên đó. Vì sao tôi không lên đó? Cái đừng nghĩ là nó làm tôi còn nói là do tôi còn cầm tiền tôi nấp trong này tôi im, không phải. Anh Dũng á lên trên không gian mạng công khai nói gửi về này 4.600 gửi về 3.220 nói làm chuyện gì nghiệp có thể đâu. Trong khai rồi còn nói rằng là không nói không mở không yêu cầu thì chúng tôi nói cái gì? Xin thưa rằng chính tôi là người thực hiện cách triệt để cái cam kết đó, đúng cái cam kết đó, chúng tôi không có chia sẻ mà không thể đi Hà Nội chứ. Đây anh thực hiện đúng cái cam kết gì, trong khi anh nói rằng là Tiến Dũng gửi tiền về làm một vào cái việc cho Thiền Âm làm mục đích gì, chi pha trong cái mục đích gì, thì rõ ràng là Tiến Dũng cũng đã phân trần nói rõ là tiền này về đâu. Mà ngày hôm qua và chính như hồi nãy đã nói rằng là Tiến Dũng đưa tiền không nói rõ chúng tôi làm việc gì, chỉ nói là cho rồi gửi, chỉ nói rồi đưa đi Hà Nội, cho Thanh Trần đi Hà Nội thôi. Nhưng bây giờ anh vừa nói rằng là Tiến Dũng đã nói rằng là gửi tiền về nói rõ chi phí chi ly trong cái đồng tiền này, mục đích làm gì. Như vậy thì anh nói ngang cũng được mà anh nói ngược cũng xong là sao? Còn nói chia sẻ cho em tin, bởi vì cái trường hợp này á, mình nói là mình sai với cái cam kết mà anh Dũng anh hứa với những nhà hậu tâm, hứa với nhà hậu tâm công khai các bạn. Rồi bây giờ mình đi làm cái chuyện chia sẻ có nghĩa là mình đi sai với cam kết đó. Tôi đã giữ uy tín cho anh Dũng, chứ không phải vì tụi tôi đó là do cầm đồng tiền của tôi làm gì làm, tôi ghi không phải, không được nói. Bởi vì cái này là cái cam kết ban đầu. Cho nên á, đừng có đem cái chuyện đó cho như là bạch mặt không bạch. Ấy là ấy anh nói rằng đó là tiền gửi về thôi là im, đừng có hỏi có làm được hay không, gì cũng kệ bằng tôi chứ đừng có hỏi. Ý là anh là vậy đó, coi như là cái cam kết ban đầu là gửi về cho người Thiền Âm là bây giờ không có hỏi, tiền là cho đi là không có hỏi, kiểu ảnh là vậy đó. Mà tại sao bây giờ lên hỏi lại đòi, hay chứ không rất đáo trở không? Tôi nhớ rằng bây giờ đưa lên số này số kia, chuyện này đã xảy ra thì không cho mặt trước rồi, chẳng qua quý khán giả có người coi trên đầu thì không, những người không coi thì bây giờ cũng biết đó là dấu gì coi sao hết. Còn những cái đồng tiền đó không có gì mà phải hoạch, là lý do tụi tôi không phải im, mà tụi tôi không nói được bởi vì chúng tôi cũng đồng ý quan điểm đó, nếu im im thì không vậy thôi. Đúng ra nói rằng đúng ra là cái này bằng tôi im luôn, mà tại là anh Dũng mình lên trên cộng đồng mạng anh bắt buộc bằng tôi phải lên tiếng, cho nên tôi phải cãi lại anh Dũng lý do là lúc trước anh nói là tiền này để gửi vào cho Thiền Âm rồi thì không có quyền đòi, không có quyền hỏi nữa. Mà tôi đã im rồi mất chi mà giờ anh lên anh khui ra cái lỗi là lỗi do anh Dũng nữa, chết thiệt chứ.
mà cái lỗi đau đầu nữa là khiến cho anh là giờ coi như là cũng khó xử là anh xoay xin có 1,000 mà coi như Tiến Dũng gửi lên đến hơn 3,000, thấy không? Cái số tiền nó vượt cái khả năng tôi bây giờ làm sao giờ? Giờ quan trọng là số tiền nó lớn nữa. Tôi đem tôi xài, tôi làm hết các cái việc của tôi rồi, bây giờ mà biểu mà đưa 3,000 đô này trả lại xong nó khó khăn quá anh Dũng. Dũng chơi ngạc quá, chơi cái này buộc Hồng Sơn phải lên tiếng. Đáng lý ra là chúng tôi im rồi, mà tại anh nói là coi như anh lên anh thăm dò anh hỏi chi, không? Gây khó cho Hồng Sơn. Mà không có đổi lại, mà không có đổi tiếng, mà đi nói lại những câu chuyện mà ngay bắt đầu đã không cho nó. Có gì thấy rõ được không? Chính vì vậy đó, cho rằng cái gọi là bí mật, cho rằng cái lòng mạch là mạch sao? Tôi xin thưa quý vị, vì tôi tôn trọng khán giả, tôi tôn trọng những nhà hảo tâm, tôi xin thưa của anh Dũng mà nói cùng gia đình đó, nửa lời không còn được. Bị bắt đầu anh không chịu cái tin đó, anh không chịu cái tin là tôi tôn trọng, mà nói tôi tôn trọng là do sao hỏi được? Quý vị thấy đúng không? Nhưng mà tôi cũng thỏa mãn cho cái quý vị khán giả, thỏa mãn cho nhà hảo tâm, thực ra nhà hảo tâm cũng vậy. Bởi vì nhà hảo tâm nói là tôi đã thi đấu rồi, tôi bắt không muốn nêu tới nêu mà. Sẵn này tôi nói luôn. Ý là anh sao nói anh hiểu lầm Tiến Dũng. Cái tiền này lúc đầu nó là cho còn tôi, mà trừ là anh lên giải trình anh hỏi lý do tiền sao có làm pháp lý cho Thiền Âm rồi là làm được chưa. Ý anh là vậy đó, thành cho nên anh sao anh im hồi trước hồi nay. Tại sao đến bây giờ anh Dũng là lên là giải trình? Lúc trước thì nói rằng là tiền này cho vô điều kiện rồi, không có cần giải trình. Bởi vì người ta tin anh là phải cho đưa cho bằng anh làm cho được việc cho người Thiền Am, thành cho nên người ta không cần giải trình, người ta nói rõ ràng rồi. Bây giờ người ta thấy rằng bằng anh lợi dụng cái đồng tiền này nó vô can vô cớ quá, người ta yêu cầu phải giải trình. Giải trình ở đây là giải trình cái lý do, cái trách nhiệm của bằng anh về cái công việc, cái hiệu quả bằng anh làm cho Thiền Am nó như thế nào thôi, chứ người ta không đòi hỏi là giải trình cái số tiền này nó bao nhiêu, nó như thế nào. Nói âm mưu đành anh Phi Long đề ra, tôi đặt ra luôn, chảy nghĩ luôn tôi đặt. Rất là tráo trở. Chính tôi đã trao đổi. Cơ sở làm sao mà người ta khi chức, người ta không muốn liên tâm, kể cả sợ liên tâm thì không được. Tại vì thứ nhất người ta đã nói rằng người ta là thích chức tự nguyện, người ta không cần bí án, người ta không cần kế cấp, đó là một cái tập trung nhất. Cái thứ hai là có những người mà người ta đó vì chức một tiền ăn là chức một sự quý mến của lòng họ, mà con người không phải chỉ cơ đồ dữ tợn, họ có anh có em có chồng có họ. Kể cả có gia đình, có bên chồng, bên vợ, rất nhiều quan hệ, những cái quan hệ xã hội khác. Mà như vậy, có những điều mà họ sợ. Sợ là sao? Tại đây là giúp tinh nghiệm miệng đời bút chỉ là đã không? Đấy, chính từ cái chỗ này Hồng Sơn mới nắm yếu điểm tâm lý của Mạnh Thường Quân. Đấy, cho nên là mới im ỉm từ trước đến nay. Im vậy, sử dụng cái đồng tiền này vô cớ cho cá nhân. Ai biểu Tiến Dũng là coi như là lên là giải trình rồi hỏi lý do nữa. Thấy không? Giờ quay lại trách Tiến Dũng. Bây giờ đó, anh Dũng nguyên lớp, anh Dũng nói cái câu hứa đó, cho nên họ mới tham gia. Khi tham gia rồi, anh mỗi ước biểu đó, anh đi lên Đà Lạt trên mạng. Có gì có thấy gì đó. Cái này là cái mà anh làm ngược lại, không phải có gì thấy đơn giản là ở lòng Nguyễn Thế Thông, mình thấy làm rõ ràng, không phải rõ ràng, ban đầu muốn vậy phải nói. Anh đánh vào cái tâm lý người ta như vậy, còn người ta mới tham gia, để rồi khi tham gia rồi, anh đi hỏi đi. Tại sao phải là hỏi đi? Bởi tính sao bây giờ Tiến Dũng phải giữ cái uy tín với thanh danh của Tiến Dũng đối với Mạnh Thường Quân chứ. Bởi vì Tiến Dũng lấy cái uy tín của mình ra, Mạnh Thường Quân họ tin tưởng cái danh dự uy tín của Tiến Dũng, cho nên họ mới gửi cái niềm tin vào đó. Đấy, ở đây là Mạnh Thường Quân họ lên tiếng, khán giả cộng đồng mạng lên tiếng, chứ không phải là Tiến Dũng. Đấy, cho nên là Tiến Dũng bắt buộc lòng Tiến Dũng phải lên tiếng, chứ không là bây giờ cái trách nhiệm Tiến Dũng gánh hết là sao. Bây giờ anh quay sang là mắng trách Tiến Dũng, kể cả là mắng trách luôn Mạnh Thường Quân. Nhưng sao không mấy tháng trước không làm, trước đây không làm? Tại vì tôi đã lý giải rồi. Tại vì trước giai đoạn anh cho rằng tôi là cái người quyên góp Mạnh Thường Quân, tôi là dành dụng Mạnh Thường Quân, tôi là người nhận tặng cho Mạnh Thường Quân từ ảnh. Câu này sẵn giải thích luôn cho không phải là lợi dụng câu này. Tôi dùng cái từ là nhận tặng cho Mạnh Thường Quân, có nghĩa là không phải nhận quà mà nhận cái mối, ý mạnh là cái mối đó. Ví dụ Mạnh Thường Quân nghe bây giờ giới thiệu cho ông Sơn ông làm việc với Mạnh Thường Quân đó, ông không qua ông Dũng nữa. Quý vị hiểu đó, cái nó giống như là cò đắt cái đó. Cái ông A bán nhà, ông B là trung gian, cái cò đó, ông C là ông mua nhà. Vậy cái ông B ông giới thiệu ông A là bán nhà, ông C là mua nhà, hai ông gặp nhau nói chuyện bỏ cò này không có tính lòng nào hết. Cái câu này là câu tôi tốt thiện hay, tức là cho rằng tặng cho Mạnh Thường Quân cho tôi mới làm một cái bài cho phản ứng mạnh liệt, trong đó có câu anh em cắt tóc lên đưa lên anh cho là tôi không nhận tiền không bả. Nhận tiền trong quà của Mạnh Thường Quân là nó khác, còn nhận Mạnh Thường Quân nó là khác. Mà cái nghĩa tôi phản ứng là nghĩa tôi này, cho nên á, do cái đó
mà thời điểm này mới đem cái đồng tiền đi ngược lại. Và như vậy, thứ nhất làm phiền lòng nhà hảo tâm, thứ hai đó là cái cách hù dọa nhà hảo tâm. Những người mà sợ đưa lên mạng á, đó là sai sợ thì thường. Đây là cáo trợ đây. Tín Dũng nghe mà coi như không đau đầu. Tín Dũng nghe mà không lên tiếng là coi như là khổ lắm Tín Dũng nghe. Ý đồ là được cái là làm chung là cái làm chung đó, là cái cầm tiền này đó, cái gì ngang đó. À nhưng mà thua là làm nhặt, là hành vi đưa người ta lên không các bạn. Ban đầu nó không, tôi đã lên như rớt mà tôi không có đổ, không nói gì hết. Thì là nửa cuộc chơi là đặt rồi. Cái là thua làm nhặt là tôi lắc. Câu này là câu khái quát khương cái câu trước đó được. Bởi vì thấy hành vi diễn ra là gì. Cho nên những nhà hảo tâm sao đang chụp một tiền ngang, các đừng có thay đổi, chỉ là làm sao không đang không có giúp người mà còn còn bị bêu rét trên mạng sao. Nó hiện tượng xảy ra. Mà ai đâu biết đấy. Chúng tôi nhận và những cái gì làm đã làm cách triệt để. Anh cho anh phủ đầu luôn Mạnh Thường Quân thấy không? Anh cho rằng là Mạnh Thường Quân bây giờ tâm lý người ta không muốn đem lên trên mạng này bêu réo đọc tên từng người. Người ta cho rồi bây giờ người ta sốc, người ta lỡ đặt sai cái niềm tin rồi người ta cũng cảm thấy hổ thẹn cho nên người ta không dám lên tiếng. Anh đánh phủ đầu người ta như vậy và anh đánh xoáy vào cái tâm lý này cho nên là bây giờ anh mới mới biển thủ chiếm dụng cái số tiền đấy. Để cả không thiếu đâu, nói. Rất là ba trận ba xạo ở đây. Đã tự miệng mà không có đủ. Nhưng cứ sự sao mà sẽ cần. Thì đương nhiên cách làm này sẽ tới người Việt Nam. Phải ảnh hưởng tới người Việt Nam. Và như vậy, email ra vậy đó. Thì phải làm cái ví dụ chứng minh. Mà đã nghĩ dụ chứng minh lên cái người chủ đất kia bây giờ sao? Phải tới nhà người chủ đất kia. Người chủ đất đó chính là Việt Nam. Cách hành xử đó, cách hành xử không đòi tiền mà là đòi tiền. Không đòi tiền nó chứ không có tự đòi. Nhưng mà cách đòi tiền. Vì sao? Là đánh vào cái uy tín danh dự của cái người nhận tiền. Mà người nhận tiền đó họ vì cái bảo toàn cái uy tín danh dự họ phải nói lời tiếng nói. Mà nói lời tiếng nói thì phải nói tôi đã đem tới đâu chứ. Đành rằng cái điều đó không sao. Tặng cho người Việt Nam tự nguyện, người Việt Nam không sao, họ còn không sao. Nhưng người ta bị chỉ phi trên mạng xã hội này cho nên người ta sợ là sợ cái nó, cái gọi là điều tiết. Không phải sợ pháp lý, luật pháp không có cấm cái chuyện này. Không cấm tặng cho, miễn là đồng tiền hợp pháp thì không sao hết đấy. Nhưng cái hành vi đó ảnh hưởng tới xã hội bị điều tiết, cái chứ luật. Đưa đâu anh Dũng bằng những cái kênh YouTube mà vệ tinh tụi ảnh đó thì làm có gì đâu. Chứ không có gì đâu mặt. Ủa, chứng ảnh là người che mặt. Ảnh che mặt ban đầu có gì thấy đâu. Ảnh kêu là không có điều kiện, không có đòi hỏi, lộn đầu tới lộn lui, không có giải trình để bảo chứng ảnh đặt ra. Chứng đặt ra trên nhà hậu tâm người ta mới công nhận chuyện đó họ tham gia. Cho nên anh nói rằng là hôm nay nghe tôi quyên góp này để mà hỗ trợ cho cô Văn điều trị bệnh. Rồi sau khi đó làm tới đâu tôi giải trình tới đó. Người nào mà trực tiếp nhận đồng tiền thì phải có nghĩa vụ giải trình từng đồng một đồng một. Cho quý vị khán giả, tôi cấp lên các cộng đồng. Nếu lúc đó anh nói vậy thì quý vị chấp nhận quý vị mới gửi. Nó khác với câu là không có giải trình giải bọc lo như là kết thúc xong rồi. Vậy là không lý là trong trường hợp này tôi nghĩ là ông Binh sao? Ông Binh là sao? Ông Binh là cái dạng người ma chết rồi cũng hiện hồn lên cái cổ đập phá nữa. Nó chính từ cái chỗ này mà Tín Dũng bây giờ thua cái lấy cái anh ba trận này đấy. Đây, đồng tiền Tín Dũng là nhận đưa không giải trình rõ ràng lý do đồng tiền này mục đích đến đâu làm gì. Cho nên anh này giờ nắm cái thốt là do anh Tín Dũng không giải trình, không nói rõ cái đồng tiền này làm gì, mục đích gì, cho nên là tôi đưa đem ra tụi tôi chia nhau ăn xài chứ đâu có lo cho Thiền Am. Rõ ràng là họ không lo cho được cái việc gì cho Thiền Am hết, mà lấy cái gì gọi là nhân danh làm pháp lý cho Thiền Am. Trong khi anh khẳng định là người Thiền Am không hề ký hợp đồng, không hề ký các cái dịch vụ pháp lý gì liên quan đối với người Thiền Am, bất kể cái vấn đề gì. Như vậy cái tiền này có phải là anh Dũng mắc mưu hay không? Mắc mưu cái kế sách của anh ba trận này không các bạn? Đã kết thúc rồi, đã kết thúc sao bây giờ còn nói tới nó luôn là xong. Cái câu kết thúc là câu của anh Dũng các bạn. Bởi vì là còn tất cả những lần người góp anh nói được hôm nay cả tầng. Rồi bây giờ ảnh làm luật sư, ảnh nhân danh, ảnh là biết luật. Biết là Tín Dũng là không phân tích rõ cái số tiền như vậy là sai rồi đó. Tại sao anh lại không lên tiếng? Nếu là người công tâm giúp cho Thiền Am thì anh nói khuyên Tín Dũng à, số tiền này bây giờ anh đưa cho bọn tôi là anh phải nói rõ. Chứ không khéo rồi mai mốt nó lộ, nó lòi ra là nó mệt cả đám cả đùm nữa. Đáng lý ra là anh làm luật, anh hiểu luật, anh biết như vậy, anh phải chứng minh, phải chỉ cho Tín Dũng. Chứ đằng này anh im, anh nắm cái đấy lo, lấy cái đó làm cái bí kíp để rồi bây giờ anh bẻ ngược lại cho Tín Dũng, anh trách Tín Dũng. Rất là mưu mô ở đây. Mà nếu nhìn một góc độ như anh Huy Long Thỏ bác sĩ này là một góc độ khác nữa. Là được thì làm chồng, làm vua, hoặc mà thua thì làm nhận. Mà xin thưa quý vị là được làm sao được. Mình bỏ tiếng thì làm sao mình mới được. Đó là cái nguyên nhân mà phải làm sao. Chứ không có mặt nào hết, không có cái mặt nào đâu.
Đấy, chính tôi đang chiếm dụng nó đây. Cho nên á, những cái điều đó là đúng lòng âm mưu thiện. Là vì sao là vì chính ảnh lại còn dám đạt đến cái lời ảnh. Thì lời của chị nghĩ gì đâu, lời tôi nghĩ gì đâu. Anh tự đặt cái hôn ai kề giao của anh là ông phải làm vậy cũng không có. Anh nói rất chân tình với quý khán giả. Anh nói rất chân tình mà tôi là một khán giả ngon nghe. Tôi là người tham gia công chuyện. Còn con nữ quyển. Bây giờ là những điều ngược lại mà có những cái mà sai gặp những đứa trẻ người Việt Nam giờ tôi thiệt bị. Tôi xin thưa thiệt. Tôi, anh Phi Long và những anh em, chị em khác đang giúp cho Thiện Nam. Từ tâm tình, giết lời. Nhân dân giúp Thiện Nam. Thì dầu cho, xin thưa, dầu cho 100 anh tiếp tục không làm. Giá nói vậy. Dầu cho làm giặc 100 anh tiếp tục làm giặc của không làm. Tụi tôi lắm. Vì thứ nhất, tụi tôi không sai pháp luật. Không có gì quý vọng. Thứ hai, lại với đạo đức sau của tôi không có gì sai. Cái thứ ba. Nghe chưa Tiến Dũng. Tụi tôi giúp. Tôi, anh Phi Long Võ và những người khác đã giúp Thiền Em. Cho dù có 8 anh Tiến Dũng cũng không làm gì được tôi, thấy không? Thứ nhất, tôi không sai Tiến Dũng, không sai pháp luật, tôi không làm gì sai. Không sai ở đây là anh nắm được cái thóp Tiến Dũng là đưa cái đồng tiền cho bằng anh này á, không nói rõ lý do mục đích đồng tiền. Cho nên là bây giờ Tiến Dũng là vút đuôi rồi, thua rồi. Đó, cho nên toàn quyền sử dụng đồng tiền đó, thấy các bạn không? Rất là lưu manh ở đây. Những cái việc làm họ còn tự nguyện tâm tình chẳng có gì đâu phải ngán ngại những chuyện đánh phá giờ mà trong trăm năm tự mặt tự bị đánh không? Đâu có gì mà ảnh hưởng thua Tiến Dũng rồi. Tôi chỉ than thở rằng tôi sợ rằng lập phiền lòng những nhà hảo tâm họ cái tiền đấy biết phiền lòng nhà hảo tâm đấy biết tôn trọng nhà hảo tâm tại sao không làm đúng trách nhiệm của mình để người các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân họ đặt niềm tin ở mình ngay từ đầu, cho nên họ mới gửi tiền về. Thấy không? Mà mình đã tự nhận là mình không ký hợp đồng pháp lý với người Thiền Am, thì hà cớ gì mình lại đứng ra nhận cái đồng tiền này? Rõ ràng là vô trách nhiệm mà tại sao lại nhận đồng tiền? Biết nhận đồng tiền này là sai rồi mà tại sao lại nhận? Thấy không? Rất là vô lý ở đây mà cái như mục đích cuối cùng đấy là cố tình để lợi dụng để nắm các cái yếu điểm từ mạnh thường quân tư Tiến Dũng để chiếm dụng cái đồng tiền một cách vô lý vô cớ như thế này. Họ cái tâm chân tình của họ giúp đỡ người nào giúp đỡ hành trình tụi tôi giúp đỡ những anh em YouTube nói gì phải nói lẽ phải để chia sẻ câu chuyện này những nhà hảo tâm đó những quý vị mạnh thường quân đó tôi sợ là họ vì họ không giúp tiếng nói được thì họ giúp bằng bản chất. Họ không giúp cái chuyên môn được thì họ giúp bằng cái gì? Đó là hình thức của họ. Để đó hình thức đó bây giờ bị đem ra mỹ mạng. Bị đem ra đồng tiền của họ không có lỗi gì trong công chuyện thật cho. Thế là phải trả tới cả luôn, níu tới níu luôn, ý kiến tới ý kiến luôn, giải trình tới giải trình luôn, nêu tới nêu luôn. Bởi vì có cảm thấy được điều đó. Tôi than thở tới những cái đó. Thế còn xin thưa là những cái YouTube, những cái phân giọng mà anh Dũng đặt ra trong câu chuyện này, tôi xin thưa là hôm nay tôi vẫn nói lại câu đó. Nếu anh Dũng có nghe cái luồng lai này, anh có những hành xử khác. Anh đừng có làm cái chuyện khóc như vậy đó. Nó sẽ là cậu đó thật tâm và đó là sao? Chính đó anh không có bạch ai được đâu, anh bạch chính anh. Đây, chết cho Tiến Dũng. Bây giờ Tiến Dũng thua cái lấy Hồng Sơn thách thức luôn rồi đó. Anh Dũng không có vạch ai mà chính vạch anh rồi, thấy không? Thua cái lấy rồi, thua cái lấy ngay từ ban đầu rồi. Không làm rõ ràng cái đường đi của cái đồng tiền này. Bây giờ bị anh Sơn nắm thóp và bẻ ngược lại. Đây. Vạch công khai đó, Tiến Dũng, thấy không? Anh trả được cái tiền kêu thấy chưa? Mà cái vạch tụi tôi chừng nào mà có nghĩa là vạch ăn giấu cái vạch tụi tôi. Đó là điều mà tôi mở rộng ra trong câu chuyện mà năm mươi bảy không và chính đó tôi mới nói rằng đúng là thu là nhận mà khi người ta thắng đấy được là đâu biết mà thấy làm giặc cái căn cơ tôi cái là đâu giờ tới làm giặc đó đưa hết cái này ra tài khoản này tài nhóm đó cái này tin mạng có lời cần như nước cần nhắc lại nếu quý vị muốn coi lại cái bữa mà tôi vận động mà tiền thức cô văn là tiền đi Hà Nội đó quý vị coi là cái đó ngày giờ đó anh nói vậy là sao người ta vô coi thấy cái cảm gì đâu mà cần gì đâu phải ấp tới ấp lui là đưa ra là lấy cái đó làm cơ sở nói rằng anh Dũng anh ấy đã tặng cho vậy mà còn đi ăn cháo đâu đó. Không phải đem cái đó để lòng ghét vô để mà nguyện những phước khác đó là sai. Bây giờ tin nhắn người ta rõ ràng ràng vậy có tên có tuổi có ngày có giờ có số tiền cái gì vậy đó mà anh cho rằng là lòng ghét không các bạn cho nên hơn ai hết quý khán giả là người công tâm tôi cũng là một cái người trình bày cho quý vị cá nhân và thứ hai đặc biệt hơn đó là quý vị khán giả những nhà hảo tâm những mạnh quân đã có những đồng tiền gửi thành công như tôi đã được trên thì quý khán giả những nhà hảo tâm đó xem xét lại chỉ đăng ký những tư cách của mình làm việc xong quý vị đã cao rồi thì quý vị được quyền giám sát cái hành trình đó cái tính trung thực hay cái tính chân thật như thế nào còn khi đã tới tay của tôi xin thưa rằng
làm việc rất nghiêm túc, không có mắc gì mà không làm nghiêm túc. Bởi vì chúng tôi cũng là đồng hành trong cuộc giúp đó mà, giúp công kiến thức đã từng xảy ra, không lý do nào mà không biết vật đâu. Xin thưa, đó là gì? Tiền đã tới tay tụi tôi là phải rõ ràng, không giúp công thì phải giúp sức, không giúp công, không ấy thì phải giúp giúp công, giúp trí thức, không giúp tiền thì giúp công, giúp trí thức, có nghĩa là như vậy đó, trí thức ở đây là lên liên thiên rồi coi như là dẫn dắt ma mị để chứng minh là trách nhiệm của mình, nhưng cuối cùng thực sự là khán giả Mạnh Thường Quân bị lừa, Tiến Dũng bị lừa và Tiến Dũng thua Hồng Sơn ở cái keo này rất là đau. Đau ở chỗ là quá tin tưởng Hồng Sơn, khán giả quá tin tưởng Hồng Sơn mà đặt niềm tin, đưa đồng tiền cho Hồng Sơn mà không nói rõ ràng đầu đuôi, là viết trong cái tin nhắn đó là phải viết rõ như kiểu mà cái văn bản nữa, chứ đừng có nói là viết tin nhắn là gửi cho anh Hồng Sơn là 100 đô, 200 đô hay hoặc bao nhiêu trăm đô đó. Phải nói rõ là gửi cho anh Hồng Sơn đi làm cái gì, đi làm pháp lý cho Thiền Am, phải nói rõ vậy anh Hồng Sơn mới biết mới đi làm. Chứ bây giờ Tiến Dũng nói là chỉ có gửi cho anh Hồng Sơn 200 đô, 300 đô, 700 đô rồi anh Hồng Sơn bỏ túi, anh Hồng Sơn xài đó. Tiến Dũng thấy đau đầu chưa, thua cái lý của anh Hồng Sơn đến bây giờ chịu rồi. Bây giờ cái việc này là bắt buộc Tiến Dũng phải giữ cái uy tín thanh danh của mình, hoặc là đem lại niềm tin cho khán giả Mạnh Thường Quân là phải lên tiếng, phải tìm lại các cái chứng cứ rõ ràng mới ăn được anh Sơn này, chứ không là coi như giờ thua là thua cái lý rồi đó. Cái lý anh Sơn là nói kiểu đó là Tiến Dũng thua rồi, đưa đồng tiền không có rõ ràng mà có tiền này anh nói là anh cho bằng tôi mà, cho gửi tặng bằng tôi mà chứ phải là làm pháp lý cho Thiền Am đâu, trong khi bằng tôi đâu có ký dịch vụ pháp lý gì cho Thiền Am đâu có, mà bây giờ anh lên anh bác bẻ biệt yêu cầu bằng tôi phải trả lại, mà bây giờ anh lên anh đòi là bọn tôi là anh sai rồi, thấy không, nói thẳng luôn đó nè, thấy gớm ghê không các bạn. Kiểu này là coi như là thua rồi, Tiến Dũng coi như là chịu rồi. Rồi thưa quý vị, nói tóm lại thì đến bây giờ cái câu chuyện liên quan đến tiền bạc và thị phi này nó dài, nó lê thê, nó tùm lum từ lâu các bạn. Hôm nay thì lại dựng tiếp một cái câu chuyện. Sáng hôm nay thì anh lại lên rất sớm vì thành công trong cái chiến thuật là giữ tiền và nắm lấy tiền này rồi. Giờ còn trả hay không là cái con đường, trả hay không là bây giờ anh nói là anh trả đấy, nhưng mà cái nhiêu khê là cái đồng tiền này nó quay về về Mỹ, nó quay nó đi bằng cái đường nào, bằng cái như thế nào. Cho nên anh dừng lại cái cuộc khảo sát ngày hôm qua và sáng nay, sáng nay lại đưa cái lão Phi Long mà trả trâu này lên là dựng những cái câu chuyện, tạo ra các cái hiệu ứng để tự hỏi, tự trả lời, rồi tự tư vấn, rồi tự thăm dò ý kiến với nhau, để chứng minh là mình là con người thanh cao, thánh thiện. Nhưng cuối cùng là các bạn thấy đó, tất cả là những cái gì toàn xuất phát từ một cái chiêu trò và một cái chiến lược mà những con người này đã nhắm đến ngay từ ban đầu. Lúc nào họ cũng nói là vạch mặt đa đề, vạch mặt luật sư, vạch mặt đủ các kiểu, nhưng họ không chứng minh được. Đấy, đa đề bây giờ vẫn là hiên ngang, vẫn là đường đường chính chính. Các bạn thấy không, đến giờ bây giờ cứ mang tiếng đa đề, hồi nào bây giờ rồi lợi dụng là lừa đảo trục lợi, rồi lập quỹ luật sư, rồi cò luật sư, rồi đủ các kiểu, rồi đến kể cả là Minh Tú đấy, tất cả đã chứng minh thực sự là đa đề vẫn hiển nhiên, vẫn hiên ngang. Cuối cùng đến bây giờ là đa đề là bị quan, bị ảnh hưởng trong cái vấn đề này, nhưng họ vẫn im lặng thâm thầm để cho những con người này đến bây giờ là tự tung tự tác, tự tạo cái kế sách để thâu tóm Thiền Am, mượn danh mượn tiếng của người Thiền Am lên mạng xã hội này để ăn mài, thấy không? Rồi câu chuyện nó còn dài lắm các bạn, mình quay lại mình chào các bạn tí. Xin chào anh Trùm Cuối, xin chào chị Tê Tăng Cúc, xin chào No Bừa Trùm Cuối, không hiểu Nguyễn Hồng Sơn và Thanh Trần suy nghĩ gì. Rồi bọn chúng đang ăn đơn nên phải tập trung 3.000 để trả. Sợ là cái vụ đó là sợ ăn đơn cho nên tập trung lại trả, nhưng mà giờ Hồng Sơn đưa ra cái lý như vậy thì khó trả lắm, vì ông hiểu luật, cái lý trong cái luật là
đồng tiền này cho tặng không rõ ràng, cho nên chúng tôi không biết, không biết đồng tiền này làm mục đích gì, cho nên bọn tôi sai trước mắt cái đã. Là cái lỗi là lỗi do Tiến Dũng, cái sai là sai do Tiến Dũng không rõ ràng. Xin chào Phương Lê. Cái ông Sơn này ổng lấp lém xảo quyệt, từ đầu ổng vô tôi thấy ổng không vừa rồi. Xin chào Trầm Cuối. Sơn ơi, tao nói mày nghe nè, khán giả người ta không ngu như mày nghĩ đâu hết. Thôi mày ăn đi, chưa có clip nào Tiến Dũng đòi lại tiền đâu nha Sơn. Ấy, Tiến Dũng chỉ lên tham khảo ý kiến của Mạnh Thường Quân, và Mạnh Thường Quân đồng loạt yêu cầu là đòi lại và làm rõ. Ông Sơn phải làm rõ. Còn tất cả những gì Hồng Sơn lên xin tiền đó là bằng chứng để làm pháp lý. Xin chào Công Linh. Công Linh. Tiền cho là khác, tiền cho thiền âm là khác, đánh tráo không qua được Tiến Dũng đâu. Xin chào Thị Cúc. Xin chào Thu Thủy. Xin chào chị Hoài Võ. Xin chào Tây Tăng Cúc. Xin chào Công Linh. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Xin chào Trầm Cuối. Tội anh Tiến Dũng là hay thương người. Nói vậy đó, đứng ra xin tiền cho nó ăn, giờ nó chửi lại, chửi là xu đó. Khổ thiệt cái giá. Trong vấn đề này, trước nay khi mà anh Tiến Dũng chưa lên tiếng thì ai cũng nghĩ là cho rằng anh Tiến Dũng là cấu kết. Nhưng mà thực ra anh Tiến Dũng không biết trong cái vấn đề này như thế nào. Cũng mong rằng là Tiến Dũng phải... phải làm sao để cho sáng tỏ, cho rõ ràng cái vấn đề này, chứ cứ nghi ngờ rồi bắt đầu cứ kéo lê thê cái câu chuyện này ra ngay cũng mệt. Xin chào chị Phạm Thị Lệ. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Xin chào Dương Kim Tuyết. Trước khi xin tiền anh Dũng, mấy người này đã nói trước lý do xin tiền, cho nên anh Dũng mới tin họ. Bây giờ họ quay lưng nói càng. Rõ ràng là quay lưng nói càng rồi đấy, nói ngang rồi đấy. Giờ nói rằng anh Dũng đưa tiền không nói rõ lý do, không biết. Nói là đưa cho Thanh Trần đi Hà Nội chứ không nói là đưa đi làm pháp lý. Làm pháp lý rồi, trong khi anh Sơn nói là tôi có bao giờ tôi ký hợp đồng gì pháp lý cho thiền em đâu. Thấy không? Thua cái lý rồi đó. Thua cái lý cùng của anh Sơn đấy. Hồng Sơn bị xóa tên khỏi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, không biết vì sao. Không thèm quan tâm, tập trung vào quan sát thiền âm, vì biết thiền âm là miếng bánh ngon có nhiều Mạnh Thường Quân, phải không Nguyễn Hồng Sơn? Ấy, xin chào Thị Cúc. Đến pháp lý trả lời mấy câu này này Hồng Sơn, họ hỏi không biết sao nhận, không biết sao mà ăn, nói như con này. Ấy, anh không biết sao anh nhận tiền người ta rồi mà bây giờ anh quay sang anh nói ngang nói ngược. Anh là nhân danh là luật sư rồi, người đã luật sư biết mà anh không có trách nhiệm, đồng tiền không rõ lý do mà anh còn cố đứng ra anh nhận tiền mà gọi là không tham tiền được á. Vậy mà nói là không vì tiền, không tham tiền sao mà lấy tiền người ta bỏ túi rồi ăn xài đã, rồi giờ quay sang mà tráo trở người ta. Quà cáp từ tiền bạc, quà cáp quần áo, những thứ anh có được đây là từ đâu? Từ niềm tin mà ra đấy. Bây giờ anh quay sang anh phủi bỏ như vậy, con người anh quá là ba trận nữa gì nữa. Xin chào Titan Cúc. Hàng tôm hàng cá bây giờ nói chuyện dễ thương lắm, chứ đâu như anh Sơn la liếm này. Xin chào Lương Thị Hương. Xin chào Phượng Vũ. Lời lẽ của cả gian tham nó đáng khinh. Xin chào Dương Kim Tuyến. Thằng cha này là hàng tôm hàng tép ngồi chợ đó các bạn, kinh quá. Xin chào No Bữa. Tôi không vì tiền, không vụ lợi, không quan tâm đến Super Chat mà nhắc đến tiền Super Chat của kênh Nhật Ký Luật Sư, kênh Thằng Tú, kênh Nguyễn Tiến Dũng, giấu đầu lòi đuôi. Xin chào Thầy Cúc. Mặc quần áo của Tiến Dũng, ăn tiền của Tiến Dũng mà không biết nhục sao Hồng Sơn còn lên mạng nói như nước lớn rồi lại nước rồng. Nhanh loại phủi ơn. Quần áo này, cà vạt, vest tông này lúc trước làm gì có, sau đó Tiến Dũng gửi về này
không phải chỉ riêng những cái đó mà còn rất nhiều những cái mà chưa biết được nữa. Xin chào Mau Nguyễn, xin chào Tí Tân Thị Cúc. Loại người như thế này không bỏ Tiến Dũng ơi, lâu nay Tiến Dũng cũng bị chửi nhiều rồi, giờ lột mặt nạ lại thôi. Nó bữa trước gì trước sau gì hai tên Hồng Trần này, Nguyễn Hồng Sơn này cũng như thằng Thám Tự Cao quay lại cắn càng thiền âm. Hôm nay ngày cuối năm 23 em dự đoán nha chị. Đó là cái suy nghĩ hai con người này, các bạn thấy đó, trước đây cũng rất nhiều người nhân danh giả, nhân giả nghĩa vào là thương xót giúp đỡ cho thiền âm, rồi cuối cùng đều là quay lưng hết, thấy không? Xin chào Dương Kim Tuyết cạn lời với ông này. Mọi người không hiểu vì sao ông ta bị tước bằng vĩnh viễn rồi nhé. Xin chào Công Linh, xin chào Văn Nguyễn, xin chào. Lấy tiền Tiến Dũng ăn là thật rồi đó Hồng Sơn. Còn biết Minh Tú 10 biêu nữa, có chứng cứ giữ đâu rồi. Trùm cuối Nguyễn Hồng Sơn, khuya lên live mà bài đặt đeo cây bút là khán giả để cho khán giả nghĩ mình có trình độ. Đây. Làm màu làm mà không ấy. Vô thiền âm xách cặp táp. Không biết cặp táp bảo gì trong đó không biết. Tối ngày nó bận công tác, bận công việc mà coi như là nó là tôi thương theo dõi, tôi dành rất nhiều thời gian để theo dõi các kênh, từ kênh này kênh kia. Rồi các chị em ở kênh mà phản biện lại nhóm đa đề. Mỗi ngày mỗi kênh.